Nó dụa nó. Nó trẻ. Nó trẻ nó tại sao nó dỗ chè. Bư bư sợ là chè. Ơ. Bỏ. Nên chả nhá tìm nó té. Nó dụa chè khi dụa chè. Của là uống dụa nó hả? Sai dụ thủ nó nó bỏ mong lo nó bé châu chiên dụa. Nóng. Cho khá cơ hết. Trời ơi. Dù tôi mua hết sạm sẽ mua. Mua nó. Nó. Dụa chứ. Dụa chứ cái thả. Chứ cái thả cho nó cho em. Cho nó cho cách chia. Nhờ cái chi là mà qua chưa khá hơn chả là nó dở kém khá cơ cho cái tay của lần này là trên để hết tiền gỡ nó dễ chọn nó. Nó sẽ sợ chắc á. Cho con dỗ mà nó chết thì chết chắc ai ạ. Nó sẽ sợ chứ. Chạy bà ta. Cô còn gỡ là nó thấu hay sợ sợ. Chạy cô chờ nó. Ủa lúc nó chạy cô hỏi chạy tao không thay cái nó. Cô có tao của mình hỏi là nó. Giờ là nó chơi gọi chị chị á. Chị ạ. Nó có tài mà nó. Chạy chị chị ạ chắc á. Chị kêu ok nó chắc là dùa. Ôm đầy hẳn của chúng ta nó dùa lỡ khá tí tí. Thôi em ý lúc sống lâu quá. Ý sống lâu. Cú lỡ ôi dù hả. Chị có chí hẳn là dùa. Khá tí. Nó nó cái nó phải nó nó chứ không như nó. Một tí tí đây nó. Cho lên mấy trò cho lên mấy trẻ đâu. Một tí cũng khá đấy. Chứ xin chi này cũng khá được mới nãy khỏi tao hết. Chạy cụ sẵn nó trò. Ôi dù hình thế là chứ tao là nó chủ lên nó là khác cơ. Nó chụp đời lắm. Nó bỏ táo, yêu quá. Ủa nó thấu nó ít khỏi mềm mềm ha. Chị nói nó dù ha. Khá tâm một nào. Nên chờ nó sát thì ú chè. Nên trọ tay để mà chiên là khỏi chú. Họ bây giờ thì nó cha ra chữ qua họ lúa dè đi của nó cha chi này nó khỏi chữ hoài phá nào chi khỏi chữ hoài phá của tao hết chỉ mà xả nó cho xả một ký cho đi nó chỉ là cố cá này kho thì tao thật sợ khỏi cho đẹp ấy mới chi là lúc khỏi chú phải phá vậy. Chạy nó khá tao phép lệ ha, nó chứ mất khá trọ. Chạy có cho cho tao chạy. Hồi có kia nó lúi về này, có cho mến chạy thôi chạy. Nó có khá khá nữa dạ. Khá chụp ra. Nó nói nhớ hồi chạy sư. Chị tết tuần dư tục kia nè.
nó tại sao được dùng chè nhá hồi trẻ em dùng mua ha gặp lá hậu với tôn chỉ hết đẹp của gặp lá trẻ xóm cá chép lòng hậu đây rồi nói về chụp lá cho con nó đi ăn chè nó có tài liệu nó chỉ tài về bỏ chè thế sức chén chè ô cũng xí ha cứ không chụp hình sẽ đơn cá cha món trộn dừa dừa món nó đã lúc xe hơi nó no nó cá con cầu nè té mà nay sao á đấy là trời ơi đây là ôi dừa chín non á cũng non cũng no ta cũng mà mọi sẽ sai nên mới tổ chức cho chị thảo về nên chị chính hậu anh à sao trời tổ chức từ lúc gì đó dùng giờ tao nói á nó tạo cái gì tổ chức đấy mà sẽ sai phải á chị nên chị cho à giờ chị nói là dùng kia cái này em dù hả em tới nhà cái nó chính nó hết chị ôi dù bên đây tôi sao họ cũng mang của chỗ đó cuối giờ nó thì chị sẽ nói tao sẽ nói tao đi nhớ nhớ mà nay cho hỏi tao ạ hỏi thường nên nó tao đi chạy này rồi lo sao cái giờ các cá thì nó em dù chỉ nhỏ hết chị mong ta nhớ nhớ thì tao nói hả rồi đi bảo đẹp còn cái gì thế nào cả mỗi chặt hồi chứ có mấy cái tụi khen trọt thì kìa có chuyện nói là kìa ôi yêu tạ cô chờ mà hỏi khó thi thế à mang chỗ là tạ chờ mà hỏi thi mà lên một à ước cầu tạ nó cũng đúng chỗ tạ của cho hả nì ngừng nó bỏ nó hù hù nó hù hù vậy nó nó ta kia tôi trả cho nhà ta non dùa ta ơ ô bê luôn dùa cho để hết tình cờ nó ôn tê cũng mà là nó lúc tập cơ nó chạy qua cho lần tao cho nên chẳng có như sự đời lo sai na là sai bên anh chùa thiên quần chùa nó đầu thầu trốn tu nó thiên nó đi nó chùa các cơ trên thế là mà đi nó nói rõ mà ô nó đi nó mà thiết chỉ nhau anh này thiên nó cho căn trọng hạt tiền nó chùa cán bộ lý cha nó
这我出头鸟，我出头鸟了，公晒古代 radio 呢？那呀，哎，好吧呢 ，subscribe 不了古听，好啊，那叫朋友，我那都好，老在叫古充 YouTube 了，老古我那晓得充能到那呀，古早 Christmas 了，他个晓得出来出图，准去给那个伢用，做到在底下就用，老在有路呢，哎，别买来新新多，要找里找呢。